Xin chào Trung. Hello, em chào anh Thưa Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Cái buổi tối ngày hôm nay thì nó hơi muộn anh Hơi muộn, nhỉ. tại vì bây nè, tại vì cái ông kết sắt ổng cho anh leo cây, Trung biết không? Đó. Thì mình tính là nãy là anh tính liên hệ với ông cách sắt là kêu ông mở cái like xem về cái trường hợp cách sắt như thế nào rồi. Chắc ông đang bận giao du ở đâu đó thì ông không nghe. Thì mình nghĩ thôi nếu vậy thôi thôi lên làm mở like ra chơi một tí để coi ông cách sắt ông có cái vấn đề gì không. Mời ông cách sắt chia sẻ phải không? Đó, có những vấn chuyện hay nhưng mà chắc chưa thấy gì hết, thôi kệ làm đại đi. Chơi tí anh em mình có cái đề tài của Quang Lâm mình cũng hay, cũng vui. Chia sẻ cho mọi Vui. người vui tí rồi trước khi đi ngủ vậy mà. Ok, xin mời Trung. Ok anh. Thì cái clip vừa rồi có theo dõi về cái vấn đề mà như hôm trước chúng ta đã nói, đó là Nguyễn Văn Đài là làm một chuyến công du trong ngoặc kép sang cái xứ gọi là Vương quốc Hoàng Kỳ, đúng không? Đúng rồi, thủ phủ Hoàng Kỳ. Đấy, thủ phủ. Thì nó có nhiều cuộc cái tranh luận với lên các cái kênh. Thì trong đó có lên kênh Bonsa TV thì qua tranh luận với Ngô Kỷ thì có xảy ra một cái vấn đề trong quá trình tranh luận, đó là chúng ta theo dõi chúng ta cũng thấy thôi, đó là ông Ngô Kỷ ông đưa ra những cái lý lẽ theo quan điểm của ông, và biết đâu nó cũng có thể là một quan điểm là hợp lý đấy. Thì ông có đi theo cái tính chất bắc cầu ấy, giống như trong toán học chúng ta nói là tính chất bắc cầu, thì biết đâu lại tất cả đều là bưng bô cả, đúng không ạ? Đều là bưng bô cả, đều là năm vùng cả, mà thậm chí nếu mà về khái niệm phản quốc cả thì nó cũng đúng, nó cũng chả sai thế nào. Thì ở đây đầu tiên thì em sẽ khái quát một tí, có nghĩa là Ngô Kỷ đó, thực ra mà nói thì cái nhân vật này thì chúng ta cũng biết rồi. Nhân vật Ngô Kỷ này ấy, thì trước đây ấy, thì em chưa tìm hiểu rõ lắm, thế nhưng mà ông ta cũng có nói là trước đây là ông ta có thời gian học ở từ Tam Kỳ này ở miền Trung, sau đó vào Sài Gòn cái giai đoạn nó đi học, và ông ta nói rằng là ông ta có bằng cử nhân luật tại Sài Gòn đấy, có nghĩa là cái giai đoạn đầu mà sang Mỹ đó, thì ông ta nói là ông ta có cái bằng cử nhân luật học tại Sài Gòn, nhưng mà cũng chả ai nghi ngờ cả, cái đám bên kia thì cũng chả ai nghi ngờ cả. Thế thì sau đó thì ông ta có rất nhiều các cái chiêu trò để mà chống phá nhà nước Việt Nam. Nó không riêng gì cái buổi hội luận với lại Nguyễn Văn Đài, thì có nghĩa là cái thời gian trước đây thì chúng ta rõ ràng là chúng ta không biết Ngô Kỷ là ai. Thế nhưng khi mà ở Internet ở Việt Nam phát triển thì chúng ta quá hiểu về cái con người này, không riêng gì với Ngô Kỷ và tất cả những thành phần khác. Thế nhưng mà cũng đã có nhiều câu hỏi đặt ra đối với Ngô Kỷ, đó là ông ta giữ rất nhiều các giấy tờ của bản thân, nhưng mà ông ta lại không có một cái tấm hình hay là không có một người bạn học nào mà ông quen biết trong cái thời gian học đại học luật tại Sài Gòn năm ấy cả. Thế nên có những người đặt câu hỏi như vậy thì ông ta chỉ yên lặng. Đấy. Mặc dù là cái ông này thì có thể nói là rất là lắm lời. Lắm lời này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng với người mà không cùng quan điểm với ông ta. Thì Ngô Kỷ thì chúng ta biết rồi, thì ngay kể cả đối với ông Nguyễn Tấn Lạc thôi, đúng ạ, hai ông thì cũng có tuổi với nhau cả rồi, thì cũng chả biết là vàng thật vàng giả hay là thế nào, thế nhưng mà lại cũng chửi nhau chỉ nhau rồi ở ngay giữa phố, và ông này chửi ông kia là cái đồ phản quốc đấy, thế mà cuối cùng là không biết là cả hai phản quốc hay như thế nào đấy, thì cũng rất nhiều. Thì Ngô Kỷ này thì ông ấy dùng mọi trò bẩn để mà đánh phá và kéo dài nhiều lắm, đến tận bây giờ chứ không phải là trước đây đấy. Thì ông này thì ông có những cái mà có thể nói là chúng ta cứ nói là có thể được khẳng định là cái kẻ mà không riêng Ngô Kỷ, Nguyễn Văn Đài cũng thế thôi, là những kẻ có thể nói là tán tận lương tâm chỉ vì đồng tiền thôi. Thì khi một thời gian dài như vậy đó thì Ngô Kỷ cũng đã thay đổi chiến thuật, từ cái việc mà chống Cộng sản Việt Nam thì sau đó là chuyển sang là chống Việt gian, Việt cộng, nó trong ngoặc kép luôn đấy, và bắt các cái người khác là phải theo cái định nghĩa của ông ta, còn nếu không thì ông chống hết, ai mà đi Đúng ngược rồi. lại quan điểm của ông ta thì ông ta cho rằng là bưng bô là nằm vùng là phản quốc hết, chứ không riêng gì ai cả đấy, thì cũng rất là rõ ràng.
thì nó cũng có liên quan đến, tí đến Việt Tân, bởi vì là ông Ngô Kỷ này mà chúng ta biết rồi, ông là homeless mà không nhà không cửa, mỗi tháng đâu được khoảng 900 tiền welfare gì đó, được tiền chính phủ trợ cấp cho người già và nghèo. Thế mà ông giữ lại vài quyển sách đấy, viết về cái phong trào mà mặt trận của Hoàng Cơ Minh đấy, là tiền thân của tổ chức Việt Tân, mê khủng bố Việt Tân bây giờ đấy. Và sau đó là ông đem ông gửi cái tặng cái sách này cho Nguyễn Thanh Tú đấy, mà Nguyễn Thanh Tú là con của cố ký giả Đặng Phong, người đã tìm cách lôi ra tòa cái đám Việt Tân ma đó đấy. Thế nhưng mà lạ một điều nữa là Ngô Kỷ ấy, thì chống cộng điên cuồng ai cũng biết rồi, thế nhưng mà lại đi giúp cho Nguyễn Thanh Tú, đúng không ạ, để làm rõ cái chết của cha mình. Và bên cạnh đó nữa là có thêm một cái nhân vật nữa là Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong thì cũng là bạn chiến đấu, gọi là trong ngọc kép rồi, rất thân với Ngô Kỷ, nhưng lại chống lại Nguyễn Thanh Tú vì đấy, vì cho rằng Nguyễn Thanh Tú là dính dáng đến chính quyền nhà nước Việt Nam đấy. Bởi vì thực ra thì mà nói thì cái câu chuyện này thì nó rất là dài dòng, và Nguyễn Thanh Tú thì cũng cũng cố cố đi Chung tìm. chung 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 vừa đề cập về Trần Nhật Phong á, thì Chung có nghe qua tên một cái nhân vật lớn tuổi lắm rồi, lớn tuổi rồi, là tên Đặng Văn Âu chưa? Cái Đặng Văn Âu hay cái đại khái cái gì Âu á? Đặng Văn Âu thì phải, hình như em có nghe rồi, nhưng mà em lại chưa tìm hiểu kỹ về cái đối Nhân tượng vật này. này, nhân vật đó đúng không? Anh chào anh Trung Hà. Đấy. Bởi vì theo 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 cái tìm hiểu của anh, tức là thời gian đó đó, thời gian lúc mà anh mới vào cái không gian mạng anh chơi á, là anh có nghe thoáng qua hoặc là cũng có một cái like nào đó của thằng Trần Nhật Phong, nó ngồi với ông đó như lớn tuổi rồi, đầu rồi, tóc bạc hết rồi, ông Đặng Văn Âu á, và cái tay đó theo anh nhìn nhận cái tay đó rất là cực đoan, và anh cũng đã hiểu rằng tay đó hầu như gần như là quân sư, tức là chỉ những cái vị gì đó cho Trần Nhật Phong thì phải đó. Ok, xin mời Chung chia sẻ tiếp. Dạ ok anh. Thì ở đây đó thì cái nhân vật Trần Nhật Phong này á, thì lại cho rằng là Ngô Kỷ á, à, có nghĩa là cái ông Nguyễn Thanh Tú mà Tú. con của Đặng Phong này này, của ông ký giả Đặng Phong này này. Thì Đặng Phong thì chúng ta tìm hiểu chúng ta cũng biết, thì em khái quát qua một chút, đó là cái ông này á, là ông muốn đi tìm, ông tìm ra cái sự thật và ông viết bài để phản ánh cái thực tế khách quan là cái tổ chức khủng bố Việt Tân đó nó có thực sự như chúng nó đưa ra cái lời chúng nó nói không, hay là nó giả dối, nó lừa gạt đồng bào. Thì sau đó ông ta bị ám sát, đúng không ạ, chúng ta cứ gọi là bị ám sát đi, nhưng mà thực ra là bị thủ tiêu đấy. Thì Ok. người con muốn đi tìm hiểu những cái kẻ đứng sau mà đã sát hại cha mình. Thế thì ông Ngô Kỷ thì ông lại muốn cho là đưa một số cái tài liệu cho Nguyễn Thanh Tú để mà ông ta có thể tìm ra cái kẻ đứng sau đấy, kẻ đứng sau. Thế nên chính vì vậy nên Trần Nhật Phong, mặc dù là bạn gọi là bạn chiến đấu chống cộng trong ngoặc kép ấy, rất thân với Ngô Kỷ, nhưng lại chống lại Nguyễn Thanh Tú vì cho rằng Nguyễn Thanh Tú là dính dáng chính quyền nhà nước Việt Nam đó, có nghĩa là nó cũng lằng ngoằng lắm đấy, nó rất là lằng ngoằng ở cái này. Thì rất rõ ràng là cái nếu mà nói Ngô Kỷ mà là chí phèo thời hiện đại thì cũng không sai đấy, rất rõ ràng. Nhưng mà chí phèo á, ngày xưa đó là người ta phản ánh về một cái xã hội mà nó thời kỳ phong kiến bị áp bức, bóc lột của các cái chế độ thực dân phong kiến đó, thì người dân người ta rơi vào cái hoàn cảnh bần cùng hóa thì nó mới sinh ra một người chí phèo đấy. Thế nhưng ở đây là Ngô Kỷ thì lại ở Mỹ, đúng không ạ, thế nhưng mà cái phong Đúng cách thì không khác gì chí phèo này đấy. Thế nên so sánh thì cũng rất là khập khiễng lắm. Thế nhưng mà ít nhất á, là chí phèo còn có một cái lý tưởng, đó là muốn thành người lương thiện, rồi cũng có chút tình yêu, rồi lúc cuối đời thì anh ta cũng nhận ra cái đẹp ở chung quanh, và chung quy là nó có thể hiện được cái góc độ về một cái lý tưởng hướng tới của một con người tích cực. Thế nhưng Ngô Kỷ thì hoàn toàn ngược lại, đúng không ạ? Và rồi. Ngô Kỷ thì với cái thời gian gần đây đó thì dĩ nhiên là đã bị nhiều người ta vạch trần ra một số cái rồi, một cái bản chất của Ngô Kỷ thì mọi người nhìn đã rõ, và nó giống như kiểu bây giờ là chí phèo hài thời hiện đại vậy, nó không có gì để mà chúng ta phải 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 đắn đo suy nghĩ về cái đối tượng này. Dĩ nhiên là cái chiêu trò và các cái cách mà để Ngô Kỷ đưa ra thì chúng ta cũng cần phải
có những cái cuộc nói chuyện hoặc là chúng ta chia sẻ một vài quan điểm để mọi người có thể nhận rõ hơn, bởi vì ít nhiều có thể có những người chưa tiếp cận thì cũng không nắm hết được Ngô Kỳ là người như thế nào. Đó, thì chúng ta thấy là thêm được một cái nữa là cái vấn đề mà Ngô Kỳ này đó, thì nó không có gì mà trở thành một cái ngọn cờ hay là cái gì cả to đao to búa lớn gì cả, mà chỉ là cũng chỉ là một cái nhân vật tầm thường ăn welfare và lên trên mạng xã hội ăn nói láo vậy thôi. Đấy, thì càng ngày internet càng phát triển thì chúng ta mới biết được về thực sự cái bản chất Ngô Kỳ là ai, thì như vậy thì chúng ta cũng biết là được là như thế nào. Còn dĩ nhiên cái vấn đề này đó thì sẽ để cho tương lai và có thời gian mọi người sẽ phán xét, bởi vì Ngô Kỳ dù thế nào đi chăng nữa đó, tiếng tốt hay tiếng xấu thì cũng đã được nhắc rồi. Đấy, Đúng rồi. thế nên là mọi người có thể tự tự so sánh đánh giá được và đưa ra cái nhận định của mình về Ngô Kỳ là cái nhân vật như thế nào qua rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến Ngô Kỳ. Đó là Ngô Kỳ là như vậy. Thế còn Nguyễn Văn Đài là ai? Đúng không ạ? Thì Nguyễn Văn Đài đó là sinh năm 1969. Trước đây là một luật sư, đúng không ạ? Luật sư. Thì quê quán để ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Thì nói thẳng ra mà nói đó thì Ngô Kỳ trước đây thì cũng tốt nghiệp trung học phổ thông, xong học cái trường trung cấp kỹ thuật điện ở Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đó cũng có một cái thời gian ở bên Cộng hòa Dân chủ Đức, cái thời mà Đức nó chưa 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 phá bỏ cái bức tường Berlin đấy. Thì sau đó là khi mà học Sóc Sơn xong thì tham gia xuất khẩu lao động sang làm công nhân tại Cộng hòa Dân chủ Đức trong một thời gian. Thì sau khi bức tường Berlin sụp đổ thì Nguyễn Văn Đài trở về Việt Nam năm 90 và theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Năm 95 thì tốt nghiệp đại học, sau đó là làm ở một số cái văn phòng luật sư. Đấy, rồi năm 97 thì cũng tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 11 nhưng không trúng cử. Rồi đến năm 99 thì xin làm thành viên đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc và đến năm 2002 thì chuyển về đoàn luật sư Hà Nội. Năm 2003 thì Nguyễn Văn Đài thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch thuật và tư vấn Việt Luật. Đồng thời là trưởng văn phòng luật sư Thiên Ân có trụ sở tại số 10 đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội. Lần đầu tiên là ngày 3 tháng 3 năm 2007 Nguyễn Văn Đài bị bắt cùng với Lê Thị Công Nhân đấy. Sau đó bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế theo điều 88 Bộ luật hình sự năm 99 sửa đổi 2009 đấy, gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, đến ngày 5 tháng 3 2011 thì Nguyễn Văn Đài được ra tù. Và đến ngày 24 tháng 4 2013 thì đã khởi xướng thành lập cái hội anh em dân chủ để nối tiếp các phương thức hoạt động chống phá trước đó. Và Nguyễn Văn Đài là trực tiếp tham gia vào tổ chức khủng bố Việt Tân. Và sau đó là đến ngày 5 tháng 4 năm 2018 thì Nguyễn Văn Đài cùng với những người có liên quan lại tiếp tục bị xét xử về hành vi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 79 khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự năm 99 sửa đổi 2009, trong đó là Nguyễn Văn Đài là lĩnh án cao nhất là 15 năm tù và bị phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù. Thì ngày 7 tháng 6 năm 2018 thì Nguyễn Văn Đài là được gọi là cái cộng sự này, được cộng sự đêm ngày 7 tháng 6 2018 được cộng sự là Lê Thu Hà đấy, được Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà được đưa ra khỏi nhà tù và đưa thẳng đến sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó là được đóng gói xuất cảnh của xuất khẩu sang Đức theo diện là hàng hóa đặc biệt và ở Đức từ đó đến nay. Thì thời gian gần đây thì chúng ta thấy đúng không ạ? Nguyễn Văn Đài lên xỉa sói rất là nhiều vấn đề, giật tít câu view rất nhiều nội dung trên kênh YouTube và Facebook, rồi cứ lên cái là xưng là tôi là luật sư Nguyễn Văn Đài và có cho rằng là ở Đức thì rửa chén là lương đâu 3.000 đấy, 3.000, thế nhưng mà lại đi so sánh với bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy nó rất là hài hước đúng không ạ? Một kẻ ăn bám lưu vong mà lại đi so sánh một lãnh đạo của một nguyên thủ của một quốc gia, chúng ta thấy có buồn cười không? Nó không xứng cả về về tầm đúng không ạ? Về tầm cũng không không xứng, mà so sánh kiểu này đó là chúng ta thấy nó nhìn nó cảm giác giống như kiểu là con kiến với con trâu đấy. Một kẻ mà ăn bám lưu vong mà lại đi so sánh với lãnh đạo của quốc gia,
là chúng ta thấy được cái nhận thức của Nguyễn Văn Đài nó nằm ở đâu rồi, đúng không ạ? Thì hôm trước thì chúng ta cũng chia sẻ, bây giờ chả biết được Nguyễn Văn Đài là cãi thắng được bao nhiêu vụ, chỉ biết Nguyễn Văn Đài là người một người học luật và vi phạm luật, không những vi phạm một lần mà còn hai lần. Thì thử hỏi Nguyễn Văn Đài đấu tranh cho ai, khai sáng cho ai được, đúng không ạ? Rồi là thời gian gần đây thì sang Mỹ thì có nhiều cái buổi gọi là hội luận đi, chúng ta cứ nói hội luận đi cho nó hoành tráng. Thì trong đó có hội luận với Ngô Kỷ, và đã có những cái hành động có thể nói là cùn về lý luận, đúng không ạ? Thế sử dụng cái chân tay, đó là đánh Ngô Kỷ ngay trên sóng truyền hình. Thế thì Ngô Kỷ cũng đã có phản ứng rất là quyết liệt, thì chúng ta xem chúng ta biết rồi. Thì ở đây mà để mà đánh giá là thì ta biết là Nguyễn Văn Đài có thể thôi, theo quan điểm của em nhìn nhận là tham gia cái tổ chức khủng bố Việt Tân mà. Thì Việt Tân thì thời gian gần đây chúng ta thấy rồi, bao nhiêu năm nay nó cũng tổ chức đại hội, đại heo các kiểu đấy. Thế nhưng mà nó cũng không thoát khỏi được cái quy luật đó là gì. Bản thân chúng nó là tổ chức khủng bố được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam đã xếp vào là tổ chức khủng bố rồi. Thì nó bảo là nó chống cộng sản, là nó chống độc tài, rồi vân vân cả. Thế nhưng bản thân nó thì bao nhiêu năm nay thì toàn bộ là con cháu anh em dòng họ Hoàng Cơ Minh, đúng không ạ? Là cầm chùm ở cái tổ chức khủng bố đó, cầm chùm cả về tổ chức lẫn về kinh tế. Bao nhiêu năm nay có bao giờ Việt Tân nó công khai các cái khoản tiền đâu mà? Chúng ta cứ thử tìm hiểu, chả bao giờ thấy nó công khai các cái khoản tiền nó quyên góp được của kiều bào, đúng không ạ? Đấy, nó cứ nói là kiều bào, thì trong đó thì có những người ta cũng chả muốn đóng góp cho nó đâu. Thế nhưng cái bọn này thì cái bọn mặt dày mà. Chúng ta biết rồi, nhiều người chia sẻ rồi, nhiều anh em, cô chú, anh chị ở Mỹ đã chia sẻ rồi. Nó cứ vác cái thùng tiền đến trước cửa, không cho nó hôm nay thì ngày mai nó lại đến. Nó ăn, nó cứ đúng cái chí phèo ở Mỹ, nó như kiểu Ngô Kỷ mà, không cho nó cứ đến khi nào cho rồi thôi. Giống như kiểu ăn vạ đấy. Đó đấy. Thì nó cũng có công khai gì đâu. Thì nó khả năng là nó muốn nâng đỡ Nguyễn Văn Đài trở thành một trong những cái gọi là cái luồng gió mới. Cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm lắng nghe. Ok chung, cảm ơn chung rất là nhiều.